Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Mi Phạm Cuộc Sống Mỹ Đam Mê Làm Vườn. Hôm nay mình sẽ thu hoạch hết mớ táo tàu này trên cây của chú anh chị các bạn. Bởi vì mình trồng nó trong chậu á, rồi mình có một cái miếng lót ở phía dưới để cho rễ nó khỏi bò lan ra khu vườn. Do vậy nó không có hút nước từ đất được, mà trái thì cũng được mớ nè. Mà mình đi hè á, mà mình không tưới nước đầy đủ cho nó thì nó sẽ bị teo giống như hồi mùa rồi. Do vậy hôm nay chắc mình phải thu hoạch hết. Hôm bữa nó cao dễ sợ, mình cắt ngang mình bỏ một khúc mà bữa nay nó dài lại như cũ nữa rồi. Chắc bây giờ mình phải trim cái ngọn đó mình bỏ bớt, rồi sau đó mình mới thu hoạch nha. Cái ngọn nó mọc mới lên lại mà nó cũng có bông nữa nè. Hôm bữa mình cắt ngang cái khúc đầu nó cũng có bông, rồi bây giờ nhánh này nó cũng có bông nữa. Ngộ ha, táo tàu nó cứ ra nhánh mới là nó sẽ ra bông mới, nhưng bây giờ mình cũng phải cắt bỏ thôi. Rồi bây giờ mình sẽ mời cô chú anh chị và các bạn cùng hái táo tàu với mình. Đây là lần đầu tiên mình hái táo tàu ở trong cái khu vườn này của mình luôn á. Tại từ trước tới giờ mình đâu có dám trồng đâu. Rồi giờ mình trồng đỡ trong chậu thôi, mình nghĩ không có trái, nhưng mà ai dè nó cũng có trái cho mình kha khá nè. Thì cái cây táo tàu này nó còn trẻ, nên nhánh nó không có nhiều để mà cho được nhiều trái. Tại vì tính ra nó năm nay nó có 3 năm thôi, mà năm thứ 3 nó mới được trái nè. Nhưng mà gai nhiều quá cô chú anh chị các bạn ơi. Táo ha, táo gì cũng gai. Táo mình nhớ táo Thái như cũng gai không nữa. Táo tàu cũng gai không nào, mình hái táo mình phải cẩn thận. Chung thôi cái gai nó đâm rất là đau luôn. Mà trong cái nhánh lá của nó cũng có gai nữa. Đó, coi nè. Trời ơi, gai không là gai luôn. Nhánh nào cũng có gai hết. Tính ra cây táo tàu mà nó mọc ra tùm, nó bự á, là gai nhiều lắm ha. Thôi để cây nhỏ nhỏ như vậy thôi. Mình không muốn cho nó bự đâu. Nhưng mà cô chú anh chị và các bạn nhớ nha, nếu mà táo tàu mình trồng trong chậu thì phải lót một cái miếng gạch ở phía dưới, chứ không thôi á, từ cái lỗ mà thoát nước trong cái chậu á, nó cũng có thể mọc rễ ra để mà nó bò lan ra ngoài đất mình, thì cái rễ nó đi tới đâu nó sẽ mọc cây lên tới đó, đến chừng đó là mình khó mà diệt được cái rễ của nó lắm. Còn không nữa, nó mọc lan qua đất của người ta thì cũng hơi mệt ha. Ở bên mình á thì nó mọc tới đâu thì mình có thể nhổ được tới đó, nhưng mà mọc qua đất người ta không thích thì mất công làm phiền. Do vậy mình trồng trong chậu thì cũng phải cẩn thận. Cây táo tàu này nó chưa có lớn nhiều á, thì hái một chút cái là hết rồi nè, mới được có khoảng chừng cho 20 trái á. Còn cái nhánh của nó thì mình nghĩ nó lên cao bao nhiêu thì mình sẽ cắt ngang bấy nhiêu đó, được nhiêu đây nè cô chú anh chị các bạn. Và kế bên cái cây táo tàu đó là cái dàn bầu. Thì dàn bầu bữa nay mình thấy trái nó cũng có trở lại kha khá nè. Hễ mình hái mấy cái trái lớn kia thì mấy trái nhỏ bắt đầu nó mới ra và nó mới lớn lên được. Thì bầu tròn bữa nay cũng được 4-5 trái nữa. Wow, còn bầu dài thì cũng được 4 trái. Bầu dài thì bữa mình hái được 2 trái, bầu tròn thì đã 5 trái mình đã được hái rồi. Đã chưa, chắc hôm nay mình hái một trái bự này nè. Trái bầu này là vừa ngon vừa ăn luôn á, không lớn cũng không nhỏ luôn. Mình hái trái này. Hôm bữa mình hái mấy trái kia là mình làm bầu dầu 2 lần rồi. Hôm nay thì cái này sẽ làm bầu luộc chấm nước mắm me. Mấy trái này còn nhỏ nè, khi nào ăn thì hái vô cho nó ngọt, chứ mình hái trước mình để nó sẽ khô, với lại nó không có ngọt cái bầu. Chắc một chút phải hái hết mấy trái ớt này nè. Mình thấy nó chín hết trơn rồi. Chắc tại trời nắng nó mau chín á. Hôm nay mình sẽ thu hoạch rau má luôn. Mình thấy cái mớ bên đây nó cũng tốt nè. Nhưng mà chắc hái mấy trái đậu rũa trước đi, rồi sau đó chứ thu hoạch rau má luôn. Chứ mấy trái đậu rũa này vừa ăn mà không hái á thì để nó già uổng nè.
hái mấy trái đậu đũa, mà nhìn qua cái giàn khổ qua thấy có trái khổ qua nó bị chín luôn nè, rồi có mấy trái cái con mà nó nằm phía trên vắt ngang á, nên mình phải lôi nó xuống. Sẵn cái mình thấy hai trái này nó vừa ăn cái mình hái luôn. Đây cũng còn nữa nè, nó nằm ở phía trên vậy, lá nó che mình không thấy. Bây giờ là nó mọc um tùm quá đi, mình không có sức và có thời gian để mà cắt tỉa lá bỏ bớt nữa. Đó, lá nó rất là nhiều luôn rồi. Bây giờ nó đang vô giữa mùa thì lá rất là nhiều luôn, đầy tay rồi. Thì phải tìm cái rổ để bỏ nó vô, cái đâu có dự định bữa nay hái khổ qua đâu, mà đang hái đậu đũa nè, tay cầm còn không hết nữa. Nhưng mà nhìn qua thấy có khổ qua chín đó, rồi mình thấy rồi mình hái luôn. Ở đây có một cái nó chen trong gốc nè, đó như vậy rồi lá nó che lại mà mình không thấy á, hai ba bữa nữa là nó sẽ bị chín luôn, chín những trái hồi nãy nữa, nên mình phải dạch cái lá. Bởi vì rảnh á, là mình phải tỉa bớt bỏ lá thì vừa cho cái dây nó có sức ha, mà còn thấy trái nó dễ dàng nữa. Đây cũng có trái nhỏ nữa nè, đó như trên đây nè. Này thì mình đi ở phía ngoài đường thì mình nhìn thấy dễ, có ba trái luôn đó. Một cái nước gai này chắc 2-3 ngày nữa mình hái được. Còn nếu mà mình không có đi ngoài đường mà gần mình không thấy thì nó nhiều khi chín luôn, mình cũng không biết luôn á. Giờ nhiều trái con lắm nè, đây có thêm một trái nữa, nó mọc ở ngoài thì dễ thấy nè. Rồi mình phải kiểm tra thường xuyên, nếu mà rảnh là mình phải tỉa bỏ lá cho nó, vừa cho nó có sức mà còn vừa thấy trái dễ dàng hơn. Bây giờ thì nó leo lên đây quá um tùm luôn, mình dối không tới nữa rồi. Đó, nó bò qua bên đó, nhiều khi có trái bên đó luôn á. Ở ngoài đây thì mình thấy mình còn lôi được, được một mớ rồi. Chắc bây giờ mình phải đem vô nhà để mớ này đi, rồi mình lấy cái rổ ra mình tiếp tục mình hái rau má nha. Và bây giờ mình sẽ thu hoạch hết cái phỉnh rau má này. Thì hôm bữa mình đã thu hoạch qua một lần rồi, cái này là nó mọc lên đợt 2 á. Thường thì mình thu hoạch rau má mình sẽ nhổ giật nó lên vậy luôn, chứ mình không có dùng kéo để cắt ngang. Ngày xưa mình không biết, mình cứ cắt ngang không à. Còn quên trái khổ qua ở trong đây nè, hãy bỏ ra chưa hết nữa. Thì mình nhổ nó lên luôn á, thì nó sẽ lên luôn cái cọng tới sát ở phía nách của nó luôn. Đó. Nhưng mình phải giật nhanh nha, chứ không thôi á, nếu mình giật càng chậm á, thì cái rễ nó càng lên nhiều nữa. Đợt này mình thấy cái cọng rau má nó không có được cao như hồi đợt 1 nè, nhưng mà tại mình cần thì giờ mình ra mình hái, với lại mình hái một phần á, để cho có chỗ trống á, thì cái rễ nó mọc ra nhiều hơn. Mà mình thấy xung quanh á, xung quanh cái gạch á, hình như là nó mát á, nên cái cọng rau má nó sẽ cao hơn, lẹ hơn là ở phía giữa cái đám của rau má. Thì rau má nó thích chịu mát. Mình trồng ở phía trên này mình cũng đã cố tình để mà trồng ở dưới cái giàn đậu rồng á, để cho nó có được cái che mát á, thì nó sẽ lên cao. Nhưng mà tại vì cái giàn đậu rồng của mình nó chưa có mọc tùm ở phía trên nè, chứ mà đậu rồng của mình nó mà bò ra rồi á, thì ở phía dưới cái giàn rau má này mình nghĩ chắc nó sẽ mát và nó sẽ lên cao được dễ dàng á. Nên mình thấy ở xung quanh cái gạch nó lên rất là cao nha, mà chứ giữa thì nó không có cao.
hái sơ sơ thôi cũng được một rổ nè cô chú anh chị các bạn. Rổ dung mới chứ đâu có ít ha. Thơm, thơm mùi rau má này, rau má Việt Nam mình nha. Bây giờ mình sẽ đổ cái vỏ táo tàu này ra cái thau này để chút mình sẽ đi rửa. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái vỏ đựng, mình đi ra mình hái ớt tiếp tục nha. Mấy cái ớt trong chậu này mình cũng mới hái mấy bữa trước thôi à, mà bữa nay nó đã chín đỏ nữa rồi. Còn mấy cái ớt này từ bữa giờ mình trồng đầu mùa đó, cái này là mình trồng từ cây con mình bứng từ trong chậu đó ra đó, mà bây giờ nó có trái rồi nè cô chú anh chị các bạn. Còn trong mấy cái chậu đó là cái ớt cũ của mùa rồi á, nên từ bữa giờ mình đã hái được 2 lần rồi. Còn mấy cái này là trái đầu tiên ha, cái này là trồng từ cây con lên đó, mãi cho tới bây giờ tháng 7 mình mới có thu hoạch đầu tiên luôn nè, nhưng mà cũng chưa có nhiều, mới có được một ít trái thôi. Thì lúc mà nó nằm ở dưới gốc của cây ớt chính đó đó, thì nó nhiều cây con quá, thấy chỗ nào đất còn dư cái là mình nhét đại vô thôi. Vậy mà giờ cũng có trái luôn nè, cái là nó nằm ở dưới cái vàng của bông hồng ha, kế bên cái cây bơ nè. Mình thấy còn đất trống, hôm bữa chỗ này là nguyên một cái dãy bông cúc á, mà mình đã nhổ sạch mình bỏ hết rồi, nên mình bỏ mấy cây ớt vô đây đó. Vậy mà giờ có trái mình hái được rồi ha. Nhưng mà mùa đông ở ngoài đây nó sẽ chết nha, nên mình chỉ thu hoạch được cho mùa hè thôi. Còn những cái mà trong chậu đó mình có thể bỏ vô nhà kính hoặc là gara thì nó sẽ không bị chết. Để ngoài đó nắng quá cô chú anh chị các bạn ơi, xách đem vô đây đi, vô đây hái cho nó cho lẹ, chứ ở ngoài đó nắng quá trời quá đất luôn à. Hái hết cái mớ này chắc tót hết mồ hôi luôn á. Bưng vô đây cho mình có chỗ cái máy nó che lại á, chứ mình ngồi mình hái từng trái về lâu lắm. Mà mình ớt này mình phải cắt bằng kéo như vậy á, nó không gãy nhánh. Lúc nãy cô chú anh chị bạn thấy mình hái cái mình giật bằng tay không á, vậy mà cái đọt nó cũng bị đứt lên theo á. Do vậy ớt thì phải cắt nha, mà mình cắt bằng kéo thì cũng tốt cho cái gốc của nó nữa, chứ mình cứ giật riết á thì cũng rung rinh cái gốc của nó nữa ha, cũng không tốt sức khỏe cho cái cây ớt của mình. Rồi nhưng mà hái ớt này nó ngồi nó lâu lắm, giống như ngày hôm qua mà mình ngồi mà mình gọt củ kiệu cũng vậy á, nó lâu ơi là lâu luôn mới xong. Thì hồi nãy giờ hái được nhiêu đây ớt nè cô chú anh chị bạn, nhìn ngon không, xanh đỏ cam đủ màu hết luôn, tím nữa đó, thì được mớ đó nha. Rồi bây giờ mình lấy cái trái táo này mình đi rửa nha. Thì mình cho một chút muối vô đây để mình rửa, nhiều khi táo có sâu có bướm nó đậu lên đây á, nó bò thì mình cũng hơi sợ, đâm ra mình rửa đi, rửa cho nó giống như nó sạch á, nó sạch cái vỏ phía ngoài. Rồi mình sẽ ăn thử coi nó ngon hay không. Rồi bây giờ nó sạch rồi ha. Đây là những gì mà nãy giờ mình thu hoạch cùng với lại cô chú anh chị và các bạn mới tức thì luôn. Rồi thì bây giờ mình sẽ ăn thử cái trái táo tàu này mình trồng lần đầu tiên, mình thu hoạch lần đầu tiên luôn, mình hái lần đầu tiên luôn. Đúng ra là cây táo tàu này mình trồng được 3 năm, năm đầu tiên thì không có trái, năm thứ hai thì nó được 1 trái 2 trái gì đó, mà mình đi hè về cái nó rụng mất tiêu, chắc nước nó tưới không đủ nó rụng nên mình cũng không có thưởng thức được cái trái táo tàu này. Năm nay là năm thứ ba, thì năm thứ ba là được nhiêu đây trái nè cô chú anh chị các bạn. Thì thật sự mình rất thích trồng táo tàu, có mấy loại táo tàu á, sugar cane, honeyja rồi nó ngon, nhưng mà mình không dám trồng là mình sợ cái rễ nó mọc quá, đi tùm lum cái khu vườn. Do vậy mình từ hồi giờ mình lưỡng lự rất lâu mình không có trồng. Rồi mình nói chứ vậy thôi, mình trồng trong chậu cái trái nó có ra bự hay không. Thì hôm nay mình trồng thử trong chậu thì trái nó ra bự nha cô chú anh chị các bạn. Miễn sao mình trồng đủ sức á, là trái nó sẽ bự. Mà cái cây này không phải là cây chiết nhánh nữa, mà cây này là của chị bạn, chị bứng từ cây mẹ ra đó.
mình nghĩ từ cây mẹ ra thì trái nó không bự, nhưng mà thật sự nó vẫn bự nha, vẫn ra được trái bự nè. Thì bây giờ mình sẽ mời cô chú anh chị và các bạn cùng với mình ăn thử trái táo tàu, mà cái này nó chưa có chín lắm nè, nhưng mà mình không biết là nó ngọt hay không. Trái táo tàu đầu mùa nha. Rồi mời cô chú anh chị và các bạn. Nó cũng chua nha, chua chua ngọt ngọt, nó không có bị xớp. Mới đầu mình nhìn cái tướng của cái trái này thì mình nghĩ nó sẽ là táo tàu bị xớp, tại vì mình thích cái loại mà dài dài ha, cái đó là cái gì tiger thúc rồi phải á, thì cái đó đó nó sẽ ngọt hơn mà nó giòn hơn, nhưng mà mình không có cái giống đó, mình chưa tìm ra được cái giống đó, thì chỉ cho mình cái giống này mình trồng thử thôi. Mình thích táo tàu nhưng mà vẫn chưa tìm được cái loại mà mình thích, mình trồng xuống. Ai nhẹ giờ trồng được cái này trong chậu mà vẫn có trái nha cô chú anh chị các bạn. Thì nếu cô chú anh chị và các bạn trồng táo tàu mà sợ mà theo kiểu giống như là nó bị lan ra ngoài đất á, hư đất của mình á, thì mình cứ trồng trong chậu đi, mình để luôn ngoài trời, không cần bưng vô nhà kính mùa đông, tại cái này nó sống lạnh sống nóng gì cũng giỏi hết luôn, nên mình trồng trong cái chậu bự á thì nó có sức sẽ có trái. Cái này cũng ngọt, chua ngọt, cái này mà để chín hơn nữa nó sẽ ngọt ngon hơn nữa. Nhưng mà mình sợ mình đi hè về cái là nó bị rụng giống như là năm rồi vậy đó, không có ăn thử. Không có bị xốp. Rồi thì mình cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi hết cái cuốn video của mình ngày hôm nay, cũng như đã cùng với mình đi ra vườn để mà thu hoạch một ít trái ở ngoài vườn với lại rau rau má. Nhưng mà đặc biệt là hôm nay thu hoạch được táo tàu lần đầu tiên mình trồng mà mình thu hoạch được nhiêu đây. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn video tiếp theo. Bye bye. Đây là cái mớ của Kiệu mà hôm qua mình mới vừa thu hoạch xong, và tối hôm qua mình ngồi cặm cụi tới tối luôn á, mình mới gọt xong cái mớ này á. Thì sau khi gọt rồi mình rửa sạch với muối, rồi bây giờ mình để ráo, 2 giờ mình đem ra ngoài đây để mà một chút mình phơi phơi nắng cho nó quéo quéo lại đó, nhìn coi nè. Rồi đó, một chút nữa mình cho cái nắng ha, nó vô tới đây là nó sẽ làm cho củ kiệu quéo lại á, thì mình muối nó sẽ giòn. Mà coi nó mập nè cô chú anh chị các bạn, củ nào củ nấy đáng một củ kiệu luôn á. Trời, không ngờ ở ở Houston Texas mà mình có thể trồng ra được một cái củ kiệu to như vậy, nhìn mê ơi là mê luôn á. Tuy là mình gọt nó hơi mệt, này là củ bự á, chứ củ nhỏ mình gọt còn mệt hơn nữa.